thì hôm nay em lại có mặt tại Hòa Bình để giới thiệu cho mọi người một công trình cho bên em thiết kế đang được thi công. Thì như mọi người thấy đây, thì công trình được sử dụng cho mình chính là sử dụng hệ khung kết cấu thép và sàn đếch. Thì công trình này được xây dựng nhằm mục đích gì? Thì có hai mục đích chính. Nhất là cái phần sàn tầng 1 này, chúng ta sẽ sử dụng mục đích kinh doanh, nhà hàng. Còn thứ hai là phần trên sẽ sử dụng để ở, gồm phòng ngủ và phòng khách. Thì phần sàn tầng 1 này, thì tại sao lại sử dụng khung kết cấu thép cho công trình này? Thì với cái ưu điểm chính là độ vượt nhịp lớn, không gian nhà hàng của chúng ta thì cần có một không gian lớn, thì cái độ vượt nhịp của nhà khung thép thì hoàn toàn đảm bảo đáp ứng được cái nhu cầu đó. Đây, như mọi người thấy đây, những cái phần rộng này gồm 8m và chiều dài nhà là 14m, thì không hề có những cái phần cột ở giữa nhà. Mặt bằng tầng 1 thì có diện tích sử dụng là 100m2, thì được sử dụng làm nhà hàng, quán ăn. Thì khi thiết kế một công trình kết hợp giữa không gian kinh doanh và nhà ở thì điều quan trọng là việc bố trí khu vực cầu thang, thì làm sao để không mất diện tích mà vẫn đảm bảo được yếu tố an toàn riêng tư cho chủ nhà. Thì đây em có bố trí khu vực cầu thang sát cái mép tường như thế này, và mở một cái cửa phụ ở đây thì để chủ nhà có thể di chuyển mỗi khi đi làm về hoặc con cái đi học về, thì đảm bảo cái tính riêng tư, không ảnh hưởng đến những cái vị khách đang dùng bữa của chúng ta. Và tại vị trí những cái bậc này, bậc thấp nhất của chúng ta thì thông thủy vẫn đảm bảo là 2m5. Đấy, thì đảm bảo mọi người có thể di chuyển qua một cách rất là thông thoáng. Vâng. Bên cạnh thì sẽ là khu vực quầy thu ngân và tủ rượu trưng bày. Thì có thể trưng bày các loại rượu để những khách của chúng ta có thể chọn lựa mỗi khi đến sử dụng nhà hàng. À, với những không gian nhà hàng như thế này, chúng ta nên bố trí những cái vách kính lớn như thế này. Đây, xung quanh ba mặt đều là những cái vách kính lớn như thế này để tạo cảm giác cho rất là thông thoáng mỗi khi những vị khách của chúng ta ngồi thưởng thức món ăn, thì có thể nhìn được khu không gian bên ngoài. Tiếp theo lên cầu thang sẽ là khu vực tầng 2, là không gian sinh hoạt chính của chủ nhà và gia đình. Thì tầng 2 có diện tích sử dụng là 140m2, thì đã bao gồm những khu vực ban công. Thì chủ nhà có yêu cầu cho không gian tầng 2 là gồm 4 phòng, trong đó có 1 phòng ngủ master và 3 phòng ngủ nhỏ. Và khi thiết kế thì không được bố trí những phòng ngủ để tạo ra những cái hành lang dài giống nhà nghỉ thì sẽ không sang trọng. Và dựa trên cái yêu cầu của chủ đầu tư thì em cũng đã thiết kế ra một cái mặt bằng không gian tầng 2 như sau. Đây, bước lên khu vực cầu thang thì sẽ là khu vực phòng khách, thì để tạo những cái cảm giác không gian mở của chúng ta khi chúng ta bước lên một không gian mới, phòng khách rộng như thế này để tạo một cái tầm nhìn mở khi chúng ta bước lên cầu thang. Và phòng khách thì được bố trí ở khu vực trung tâm để kết nối giữa 4 phòng ngủ lại với nhau. Đây, kết nối tại khu vực này, khu vực trung tâm. Và ban thờ thì cũng được bố trí tại khu vực không gian phòng khách. Thì mọi người lưu ý này, khi thiết kế ban thờ thì chúng ta nên hướng cái ban thờ ra mặt tiền mọi người nhé. Đây là hướng mặt tiền này, mặt tiền của chủ nhà, của những ngôi nhà này. Và bên phải thì sẽ là khu vực phòng ngủ master. Đây, thì tại sao lại bố trí cái khu vực phòng ngủ master bên phải mà không phải là bên trái? Thì ở đây em có tính toán đến cái hướng của nhà, thì đây là hướng tây mọi người nhé. Đây này, hướng tây thì về từ trưa đến chiều thì sẽ rất là nắng nóng, thì vì vậy em đã bố trí một cái diện tường lớn như thế này, hoàn toàn không mở cửa sổ để tránh những cái việc ánh sáng có thể hắt vào nhà thì nó sẽ rất là nắng nóng. Khu vực WC của phòng ngủ Smarter thì sẽ được bố trí hai lavabo, thì để cả hai vợ chồng đều có thể sử dụng khi cần, không phải đợi nhau, thì sẽ rất là tốn thời gian mọi người nhé. Và khu vực bên trái đây thì sẽ là khu vực 3 phòng ngủ, như phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ thứ ba. Thứ ba phòng ngủ này thì sẽ gồm có giường ngủ này, bàn học và một tủ quần áo. Ba phòng ngủ này thì được kết nối với nhau bởi một không gian sảnh nhỏ ở đây, và dừng dùng chung cho mình một cái WC chung ở đây. Và một cái lưu ý khi em tư vấn thiết kế phòng ngủ con cái cho chủ nhà thì sẽ không bố trí những cái TV trong phòng mọi người nhé, thì sẽ rất là khó kiểm soát những cái việc các con có thể vui chơi sử dụng TV trong phòng và ảnh hưởng lớn đến cái việc học tập của các con. Và tất cả phòng ngủ của chúng ta thì đều được có cái khu vực ban công và bố trí những cái cửa lớn để tiếp xúc với không gian tự nhiên bên ngoài,
tạo cảm giác thông thoáng cho ngôi nhà. Và khu vực vệ sinh chung thì em cũng có bố trí giật nùi lại một chút, thì để không ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của chúng ta khi chúng ta ngồi phòng khách này, thì chúng ta sẽ không nhìn được vào khu vực cửa vệ sinh, thì sẽ tạo cảm giác nó sang trọng hơn. Sau đây sẽ là hình ảnh 3D của công trình sau khi thiết kế xong, thì kính mời mọi người cùng tham khảo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em ạ. Và mọi người cũng đừng quên hãy ủng hộ em bằng một like và một đăng ký kênh, giúp em có nhiều động lực hơn để chia sẻ với mọi người những công trình tiếp theo nhé. Cảm ơn ạ.